Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel Lỗ Béo Studio. Video hôm nay Lỗ sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm toàn vẽ mới ra mắt gần đây nhưng rất xịn sò. Đó chính là bạn Canvas Pro đến từ nhà Holic. Mình đang có khá là nhiều kích thước ở trên giá đây. Ấn tượng đầu tiên của mình là sản phẩm được bọc bóng kính với thiết kế rất là chỉn chu. Theo thông tin của hãng có in trên đây thì sản phẩm được làm từ sợi vải canvas 100% cotton tự nhiên với định lượng là 280 gsm, vân là dạng medium grain kiểu sân vừa vừa ấy, và được quét sẵn gesso 3 lớp. Dành cho bạn nào chưa biết thì gesso sử dụng để làm lớp phủ trên canvas trong tranh acrylic hay là tranh sơn dầu, giúp canvas mịn hơn, dễ bám màu bám chì hơn. Mặt đằng sau mọi người sẽ thấy màu thực tế của canvas này, màu kiểu vàng nâu của vải bố ấy, sờ mềm mềm mọi người ạ. Các đường cắt và bắn ghim cũng rất là chỉn chu, chất gỗ cũng rất là đẹp nữa. Góc này thì mình vẫn còn một bảng toan hồi xưa mình hay sử dụng. Đây là loại toan rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam. Một bảng 40x40 như thế này thì tầm 50.000. Tuy nhiên thì có một số điểm trừ của dòng này là khi mua thì sẽ không có lớp bóng kính bảo vệ này, chất liệu gỗ thì không được đẹp lắm cũng như là các đường bắn ghim khá ẩu nên là ảnh hưởng khá đến cảm xúc khi vẽ. Và thường các loại toan này là vải bạc trắng trơn nhẵn và không được quét gesso nên là sẽ khó bám màu hơn. Mọi người có thể thấy là mặt trước và mặt sau của toan thì cũng không khác biệt mấy. Về trọng lượng thì bạn Holic Canvas Pro nhẹ hơn các dòng toan thường một chút. Khi vẽ size nhỏ thì mình thích cầm bảng nặng nặng chút cho đầm tay, còn khổ lớn đặt trên giá thì trọng lượng như nào cũng giống nhau đúng không mọi người? Bây giờ thì mình sẽ test thử toan bằng một tranh acrylic và một tranh màu gouache để mọi người cảm nhận kỹ hơn nhé. Màu poster với gouache thì đặc tính cũng gần giống nhau nên là mình sẽ sử dụng màu poster mà mình có sẵn ở đây thôi. Tranh này mình sử dụng kích thước 20x20 thôi bởi vì bạn poster nickel này còn hơi ít màu mà giá thì cũng không được rẻ cho lắm. Nhớ hồi mới sử dụng toan ấy thì mình cũng đã thử dùng màu poster và màu gouache với canvas thử xem sao. Tuy nhiên khi mà sử dụng với toan dạng bạt như trên thì màu có hiện tượng là hơi bết, thấm ẩm qua vải cũng như là không ăn màu, sủi bọt bất thường nên từ lần đấy thì mình hầu như là rất ít khi mà dùng gouache trên toan đó. Còn acrylic với tính chất cân được mọi địa hình mà nên là khi sử dụng với loại toan vải bạt thì cũng không sao cả. Mãi đến sau này thì mình mới rõ nguyên nhân là do chất liệu của toan cũng như là thiếu lớp gesso. Ngược lại với màu nước thì mình sẽ tô các mảng màu lớn trước rồi mới đi nét sau. Màu lên khá là êm, đều và mịn mọi người ạ. Để màu được đều hơn thì các bạn nên sử dụng các loại cọ dẹt như là cọ vuông, cọ vát hay là cọ lưỡi mèo, sau đó quét theo một chiều cố định cho đến khi nào cảm thấy màu đều thì dừng lại chờ khô nhé. Mình thấy đặc điểm chung của tất cả các loại toan là khá khó sketch và sẽ không tẩy được. Bản này mình đã phải rất là cố gắng sketch sao cho chì không lem nhem rồi mọi người ạ. Tuy nhiên do đặc tính màu gouache cũng như acrylic có độ che phủ cao, sau khi tô che hết các vết chì nên là mọi người cứ yên tâm sketch nhá. Các nét chì thừa sẽ không ảnh hưởng đến bức tranh hoàn thiện đâu. Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng bút Giotto di Cortexstyle để đi nét viền. Nãy thì mình có thử bút này lên bề mặt gesso thì có vẻ là không ăn màu như trên vải cotton lắm. Tuy nhiên nếu đi nét trên các bề mặt đã phủ màu rồi thì màu sẽ rất là đậm và đẹp. Mình sẽ thêm logo Lỗ Béo ở áo bạn này. Bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng sang màu acrylic trên Holic Canvas Pro nhé. Mình thường dùng 7 màu cơ bản bao gồm một hũ xanh lá này, một hũ vàng, xanh da trời, đen, đỏ, nâu. Màu trắng là màu được trưng dụng nhiều nhất nên là mình sử dụng hẳn một hũ 300ml luôn. Hũ này thì mình dùng cũng sắp quá nửa rồi. Do màu acrylic dung tích nhiều hơn, rẻ hơn nên là mình cũng sẽ vẽ khổ to hơn. Mình có sử dụng băng dính chặn màu để tạo được phân cách thẳng cho tranh. Đối với các nét thẳng hay là những mảng màu cứng thì mình hay sử dụng cọ vát để xử lý được linh hoạt hơn. Như hiện tại mình đang sử dụng cây cọ vát trong bộ cọ Lỗ Béo Moon Mix để dựng các nét thẳng cho căn nhà và mái nhà. Nếu với màu nước mình chỉ cần sử dụng hai cây cọ, một cây cọ móp để loang mảng lớn, một cây cọ tầm trung để vừa vẽ mảng tầm trung vừa tỉa, thì với acrylic mình thường dùng ít nhất là từ 5 đến 10 cây cọ với các đầu cọ khác nhau để tiện sử dụng với nhiều kỹ thuật hơn. Thực ra thì cũng còn một lý do nữa, đấy chính là cái khâu rửa cọ của màu acrylic thì không được nhanh như màu nước, nên thỉnh thoảng cọ nào mình lấy chót hơi nhiều thì mình sẽ để xuống lát nữa dùng tiếp và lấy cây cọ mới để dùng tông khác. Ở đây sẽ có một căn nhà chứa củi nhô ra. Mình sẽ sử dụng cọ vát tô đậm thêm chút ở khu vực tiếp xúc với ánh sáng của nhà gỗ để nhìn căn nhà có khối hơn. Trong tranh phong cảnh acrylic tả thực bình thường ấy thì mình thấy mọi người hay sử dụng tông xanh lá ngả về vàng một chút, nhưng mà mình sẽ phối theo tông ngả với xanh dương để tạo cảm giác hơi hoạt hình thơ mộng một xíu. Nếu mà các bạn xem anime nhiều thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận ra ngay tông màu này. Với các màu màu to, mình sẽ dùng cọ vuông bản lớn để quét màu được đều và nhanh hơn. Phía sau của căn nhà sẽ là một sườn đồi hơi dốc dốc một chút. Mình sẽ sử dụng cọ quạt để gợi tả bụi cỏ phía sau căn nhà. Khi sử dụng cọ này thì mình sẽ không lấy màu quá nhiều mà chỉ cho cọ hơi ẩm nhẹ kiểu tẽ ra một chút rồi lấy màu sao cho màu chạm một xíu vào đầu cọ thôi. Sau đó thì mình tán nhẹ màu lên tranh để tạo cái cảm giác gợi nhẹ nhàng. Mảng nào cần đậm thì mình sẽ lấy nhiều màu hơn một chút.
Bên trái mình sẽ vẽ thêm một bạn cây. Màu acrylic là cái màu dạng sơn có độ che phủ cao, lớp sau phủ lên lớp trước và bám chắc khi khô, nên là mình vẽ thêm các sự vật ở gần vào sẽ không làm ảnh hưởng đến các mảng màu phía sau. From your parents, sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. Mình sẽ bóc giải băng dính này để vẽ tiếp cánh đồng hoa cho căn nhà. Màu acrylic thì sẽ bóng hơn là cái màu gouache, nên là khi quay video mình không đánh đèn hai bên như màu gouache hay màu nước. Nên nếu video có tối một xíu thì mong mọi người thông cảm nhé. Trước video này thì mình cũng có vẽ một tranh khác theo phong cách phối màu của các bạn bên Trung Quốc. Tranh này mình có sử dụng lớp màu mỏng và nhiều lớp hơn một chút thì thấy là màu không bị thấm ẩm ra mặt sau giống như khi sử dụng toan thường dạng bạt. Độ lên màu cũng đẹp hơn rất là nhiều. Cơ mà tranh này mình đang vẽ dở xong rồi về nhà ngủ một đêm. Hôm sau ngủ dậy tự nhiên muốn đổi qua tranh căn nhà gỗ giữa cánh đồng ha mọi người ạ. Quay trở lại với bạn toan này thì mình thấy là chất lượng hơn hẳn các dòng toan thường khác, mà giá thì cũng khá là hợp lý, phù hợp với cả những bạn mới tập hay là những họa sĩ đã vẽ lâu năm. Holic Canvas Pro thì hiện tại có 6 kích thước chính, từ 20x20 đến 60x90 với mức giá từ 35.000 đến 185.000. Mức giá thì có nhỉnh hơn toan thường một chút. Ưu điểm của dòng này là được thiết kế chỉn chu, chất toan dày dặn và được quét sẵn 3 lớp gesso, nên là chúng ta sẽ không cần phải mua thêm gesso về tự quét nữa. Nhược điểm của bạn này là hơi nhẹ một chút, to cồng kềnh nên dễ bị lằn nếu mà vận chuyển kèm theo màu và hàng nặng khác. Do đó thì hiện tại đối với các đơn hàng ngoài Hà Nội thì Lỗ sẽ nhận ship theo combo 3 bảng để hạn chế thấp nhất khả năng hỏng toan khi đến tay mọi người. Còn lại thì Lỗ vẫn bán lẻ bảng vải Holic Canvas Pro này tại cửa hàng cũng như là với các đơn ship hàng trong nội thành Hà Nội nhé. Mọi thông tin chi tiết mình sẽ để phía dưới phần mô tả và bình luận của video nha. Mình sẽ vẽ một chút hoa ở đây. Để vẽ bụi hoa nhanh hơn, mình sẽ sử dụng một cây cọ siêu cũ, siêu cứng để chấm màu lên để tạo hiệu ứng. When we were younger, we used to sit on the grass and go damn, I don't wanna grow old. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible. Vậy là mình đã sắp hoàn thành xong bức tranh thứ hai của ngày hôm nay rồi. Rất hy vọng là nội dung trong video này có ích với mọi người. Đừng quên like, share video và subscribe channel để tiếp thêm động lực cho team Lộ Béo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở thứ bảy tuần sau. Bye bye. Mọi người ạ, đây là bãi chiến trường sau khi mình vẽ xong. Màu nào cũng dính lên áo tung lung luôn. We were 17.